chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Queen X lột xác với một dàn chân của Kat Kwaskia 2 làm người xem hoang mang. Cái dòng lật Honda đặt Queen X độ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một tác phẩm thực hiện bởi cái dựng độ là Hoàng Quân Ô Tô tại thành phố Hạ Long. Cái điểm nhấn chính của con xe này không khác gì ở ngoài dàn chân hầm hố siêu to khổng lồ của Kat Kwaskia 2 đã được tinh chỉnh sửa đổi một cách đầy công phu để gắn hoàn chỉnh lên cái chiếc Queen X độ hôm nay. Nâng cấp cái cặp cụm heo lập 4 bit to lớn ở phía trước, người chủ đã bắt buộc phải nâng cấp cái cụm thắng con xe có thể điều khiển được chúng một cách chuẩn xác. Với lựa chọn anh chủ là cụm Rainbow tháo từ cái dòng lập con cá lớn, kết hợp cùng với tay lái xe Acetabon. Toàn bộ dầu thắng chứa trong cái chiếc bình dầu trong suốt ở bên trên, một phong cách chưa bao giờ lỗi thời của các chơi xe chuyển hiện nay. Cái cụm con gì đây chúng ta đang thay đổi cái con dây cáp nguyên bản sang cái con dầu, vừa đồng bộ với cụm thắng ở bên kia bằng những món đồ chơi như cái cụm con dầu của Rainbow, tháo xe phần có lớn, tay của CIC Carbon, bình dầu trong suốt mà còn đem đến cái cảm giác bóp con diễn số mượt mà và tương đó là nhẹ hơn so với cái con dây nguyên bản. Nếu anh em biết thì toàn bộ cái phần đầu xe nguyên bản đã bị ngừng thay thế bằng cái dàn đầu của NVX hầm hố chất chơi hơn. Cái bầu cổ bây giờ cũng được chỉnh sửa lại để cố định là hai cái chiếc màn hình LCD là đồng hồ của Kat Kwaskia Z1000 và Kosobi 3, làm tổng thể cái dàn lái trở nên được chất hơn bao giờ hết. Để hiệu năng ánh sáng mạnh mẽ hơn phục vụ nhu cầu lại hàng ngày ban đêm, người chủ bổ sung cho cái con Queen X độ hôm nay một cái cặp bi cầu LED. Cái dây chắn bùng ở trước cũng được ốp cặp bộ 7, đặc biệt là càng trở nên bắt mắt hơn khi phản chiếu ánh sáng từ cặp bi cầu này. Vốn dĩ hệ thống phục trước nguyên bản đã vô cùng cứng cáp, hiệu năng nhóm cũng rất ổn định. Người chủ quyết định lên luôn cái phục trước là Holin nhằm tăng cái sự sang chảnh cho dàn chân của mình. Khi nhìn ngắm thì phải, khi gắn thì chúng ta phải thông qua cái quá trình là canh chỉnh rất là công phu, bao gồm cái công đoạn là cắt cái ti phục làm là cái chẳng bao CC để đem đến hiệu năng nhóm cực kỳ êm ái và đậm chắc. Riêng cái phần chân phục thì được chi tiết làm hoàn toàn từ nhôm CC, phù hợp cho cái mâm trước của cái chiếc này. Đồng thời cái phần chân phục này có kích thước cái lỗ bắt heo 100mm sinh ra dành cho cái hệ con Rainbow 4X tháo từ cái chiếc Ducati Scrambler, nhưng để có thể giúp cho con heo này cắn hết được lưỡi đĩa của chồng đĩa thắng Rainbow, bắt buộc phải châm thêm một cái khâu CNC nữa. Số gãy bình dầu phía sau đến hiệu của Dashboard được gia công CNC cũng vô cùng tinh xảo. Hệ thống thắng cái dàn chân sau được điều khiển bởi bên đạp Rainbow, hàng sẽ đem đến khả năng điều chỉnh nhịp nhàng hơn. Riêng cái phần đuôi sau được vuốt nhọn lọ bỏ luôn cái phần phát biển số nguyên bản, thay đó là cái phần phát biển số gọn gàng không kém phần thẩm mỹ. Vì là một cái bộ phận cấp đơn để cơ bắp nên cái phần mâm hôi sau của Kat Kwaskia 2 đã vô tình lộ ra một cái cặp mâm đầy quyến rũ, góp phần tạo nên tinh tủ cái dòng mô tô đình đám này. Lông bô sau chính là cái lông bô của Anubis Carbon được kết hợp thông qua cái bộ Titan sặc sỡ với chiều dài vừa đủ để khoe hết cái bộ mâm phía sau. Tận dụng luôn cái vực upside-down Holin, dĩ nhiên thì vị cuộc sau cũng là phục Holin thì mới điền đạt đồng điệu được. Không chỉ có hiệu năng nhúng đậm chắc, cây vực này còn cho phép người chủ để chỉnh được độ nén, độ hò của vực để ứng dụng trong những điều kiện khác nhau. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng được cái chiếc Queen X lên dàn chân của Kat Kwaskia Ninja 2 cực kỳ chất. Quay 125i, lịch lãm hơn với một đầu chân của Fando, mang trên mình cái tên là Future 100 ở Việt Nam. Nhưng dòng xe này được mọi người biết đến với cái tên gần gũi hơn là phun béo. Tỷ số trên mình một cái thân hình to lớn, nhưng cái con xe có khả năng vận hành rất là linh hoạt, thoải mái và tiết kiệm xăng rất là tốt. Cái dòng lập quay 125i mang trên mình thiết kế cũng tương đồng với cái dòng Future đến 95%, chỉ khác nhau vài chi tiết nhỏ, phần tem màu sắc, mặt nạ trước và cái phần cái đèn hai bóng chứ không phải là một bóng như nước ta. Cái dòng quay hiện nay ở nước ta chỉ có mức giá khoảng là gần 70 triệu đồng. Vì vậy nhiều bạn lựa chọn cái dòng là Future 100 mà order các cuộc tuần về thay thế cho rẻ hơn. Vẫn giữ nguyên cái cụm dầu của Nissin, người chủ thay đổi thiết kế thắng thì đến từ CIC, lọ ngắn đi cùng với 6 cấp độ tăng đường phù hợp với từng thứ tài của người dùng. Gù dài ở bên ngoài được làm bằng liệu CC để cải thiện thêm cái sự thẩm mỹ cho xe. Nhìn xuống dàn chân ta thấy cái sự quen thuộc chơi dọc heo bấm đầu CC kết nối trực tiếp vào con heo của phần đầu hai bên xứng, có cấu tạo bên ngoài làm bằng cái liệu nhôm CC rất giống với cái dọc Rainbow Disc.
nhưng mức giá chỉ tầm khoảng được 4 triệu, dễ thở hơn. Cái đĩa là của Nissin Thái Lan, được sử dụng mô phỏng giống như cái dòng Cambo. Người chủ lựa chọn cái lồng đĩa xin để phù hợp với tổng thể con xe. Sử dụng cho mình cái giày đạp của Takawa, một trong những hiệu cũng khá nổi tiếng Nhật Bản, chi xuất các bộ tụng trang trí dành cho cái dòng xe hai bánh. Hiệu này cũng rất nổi tiếng cho cái cục máy hủy diệt bởi sức mạnh khủng khiếp mà nó cũng rất gọn nhẹ. Cái Cobo cũng được minh lại chất liệu Titan, ngoại hình đẹp hơn, chống rỉ cũng tốt. Hơn nữa, cái dụng càng lâu thì sẽ càng tươi và càng đẹp. Hệ thống cái dòng nói sau có dụng hiệu của S bình dầu liền, có dành cho cái dòng xe máy như Honda Way Cream Future và cái dòng ASO Suzuki có thể cấu tạo cái tim đo so, đem đến hành trình chăm sóc im hơn qua những ấu gà. Xung quanh là cái dây ốc kỳ năm được luyện vân cơ màu Titan cũng khá đẹp. Chúng ta hãy cùng nhìn ngắm cái chiếc siêu chở béo thả hồn vào thiên nhiên. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.